Kính chào quý vị. Chỉ còn ít ngày nữa thì đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận đầu tiên tại Asian Cup 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những cái chia sẻ rất cởi mở về điều mà ông lo lắng trước ngày khai mạc với báo chí của Hàn Quốc. Trước buổi tập ngày 4 tháng 1 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một cuộc trao đổi ngắn với trang Yonhap News. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc này đã chia sẻ ngắn gọn về sự chuẩn bị cho đến cái thời điểm hiện tại, khi mà chỉ còn ít ngày nữa thì trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra. Trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo là một tập thể có tuổi trung bình thấp nhất giải đấu. Tuy nhiên thì ông vẫn tỏ ra rất tự tin. Tôi đang có một đội ngũ tốt, họ không có điểm yếu nào quá lớn về chuyên môn cả. Điều mà tôi lo lắng nhất bây giờ chỉ là tâm lý của các cầu thủ. Họ còn trẻ và chưa bao giờ đối mặt với các đội bóng mạnh như là Iran và Iraq. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chưa bao giờ tham dự một cái giải đấu cấp độ châu lục nào mà dành cho đội tuyển quốc gia. Trước đây thì ông mới chỉ dẫn dắt đội tuyển U23 Hàn Quốc và sau này là đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Dẫu sao các học trò của tôi cũng đã chơi rất hay ở tại vòng chung kết U23 châu Á và ASEAN 18. Đó là điều tích cực và tôi tự tin là họ có thể làm được tốt ở giải đấu năm nay. Mục tiêu của toàn đội như tôi đã nói là sẽ vượt qua vòng bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Iraq và Iran ở hai lượt trận đầu tiên và trang Yonhap News đã dùng cái cụm từ là núi trồng núi để mà nói về cái sự khó khăn mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đối mặt. Nếu mà có thể giành được kết quả tốt thì Việt Nam hoàn toàn đủ tự tin để hướng tới trận thắng trước đội tuyển Yemen ở lượt đấu cuối cùng, qua đó sẽ cạnh tranh một suất mà lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Nhận xét về đối thủ Iran thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời báo chí trong một cuộc phỏng vấn mới gần đây. Ông nói là các cầu thủ Iraq rất tinh nhanh và đội bóng này có cái lối chơi tấn công hủy diệt. Rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo đang đánh giá rất cao đối thủ ở cái trận đầu tiên này, khi mà đối thủ của đội tuyển Việt Nam chính là cựu vương Iraq. Nói về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, đặc biệt một năm đã thi đấu rất là thành công của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục cũng như là Đông Nam Á, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đây là cái sự nỗ lực của toàn đội từ cái vòng chung kết U23 châu Á cho đến tận AFF Cup 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ trong cái phần trả lời phỏng vấn, trong suốt một năm qua chúng ta đã trải qua những giải đấu lớn tại Trung Quốc, Indonesia rồi qua các quốc gia khác. Phải nói rằng là sự khởi đầu công việc tại Việt Nam không hề dễ dàng, nhưng mà sự nghiệp cầm quân của tôi đã được chắp cánh bởi sự nỗ lực không ngừng của các bạn. Đánh giá về bảng D, bảng thi đấu mà đội tuyển Việt Nam chạm trán rất nhiều đối thủ mạnh, thì chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay. Bảng D là bảng đấu rất khó khi mà Iran và Iraq là những cái quốc gia rất mạnh tại châu Á. Ngày 8 tháng 1 sẽ là cái trận ra quân đầu tiên để mà gặp Iraq. Đội bóng này rất khôn khéo và rất tinh nhanh, có cái sức tấn công hủy diệt. Nếu mà thắng được trận này thì cửa vào của Việt Nam rất là sáng, bởi ngôi đầu bảng thì chắc là khó thoát khỏi tay của đội tuyển Iran. Hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện ở những cái buổi tập cũng như là trận đấu giao hữu trước thềm Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Triều Tiên và đội tuyển Philippines. Thế nhưng mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất cẩn trọng. Tại Asian Cup 2019, chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình. Tôi chưa thể tuyên bố đội hình sẽ bao gồm những ai, vì mỗi cầu thủ được lựa chọn là dựa vào thực tế từng trận đấu. Ai phù hợp nhất sẽ được lựa chọn, và tôi đề nghị là các cầu thủ sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt cái lối chơi và triết lý bóng đá mà ban huấn luyện đã đề ra. Biết mình biết người, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định Việt Nam mới chỉ mạnh ở Đông Nam Á, nhưng mà ông cũng khẳng định là các học trò của ông sẽ chơi song phẳng trước các ông lớn như Iran và Iraq. Tôi thật sự lo lắng ở khi mà Việt Nam nằm ở cái bảng đấu có nhiều đối thủ mạnh. Việt Nam mới chỉ mạnh ở Đông Nam Á mà thôi và vừa vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Nhưng mà ở Asian Cup 2019 thì có rất ít đối thủ mà yếu hơn đội tuyển Việt Nam. Do vậy thì mục tiêu cao nhất mà toàn đội đặt ra cho đến thời điểm này chỉ là vượt qua vòng bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với trang Yonhap News của Hàn Quốc. Tôi muốn Việt Nam chơi một cách song phẳng trước Iraq và Iran dù bị đánh giá thấp hơn. Nếu mà có kết quả tốt ở cái trận này thì tuyển Việt Nam sẽ thêm phần tự tin khi mà gặp Yemen, một cái đối thủ có thể nói là dễ chơi hơn,
ở cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Và trong cái buổi tập thứ hai rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, khi mà trận ra quân ở Asian Cup 2019 của chúng ta gặp đội tuyển Iraq đã ở rất gần rồi, thì huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục cho các học trò luyện những cái độc chiêu để mà quyết tâm hạ cựu vương Iraq. Và sau cái buổi tập đầu tiên ngày 4 tháng 1 khi mà mới đặt chân lên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, thì đội tuyển Việt Nam có cái buổi tập thứ hai diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ vào chiều ngày 5 tháng 1, từ lúc 17:30 đến 19:30 theo giờ địa phương, tức là khoảng 20:30 đến 22:30 tính theo giờ Việt Nam. Và địa điểm luyện công của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là sân vận động Sultan Bin Zayed ở Abu Dhabi. Trong cái buổi tập này thì chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến là sẽ giúp các học trò tích cực rèn luyện về thể lực, cũng như là chuẩn bị tốt các cái mảng miếng phối hợp để mà tấn công cũng như là phòng ngự khi mà chúng ta sẽ bước vào cái trận ra quân ở bảng D này gặp đội tuyển Iraq vào lúc 20:30 tối ngày 8 tháng 1 tính theo giờ Việt Nam. Và đối thủ Tây Á này đã từng thắng chúng ta 2-0 ở tứ kết Asian Cup 2007, giải đấu mà sau đó thì chính họ đã lên ngôi vô địch. Trong khi đội tuyển Việt Nam tập ở sân vận động Sultan Bin Zayed thì cũng trong cùng ngày này, ngày 5 tháng 1, lúc 17:00 đến 19:00 theo giờ địa phương, tức là 20:00 đến 22:00 giờ Việt Nam, thì đội tuyển Iraq sẽ có buổi tập ở trung tâm huấn luyện GSC Training Site nằm ở sân vận động Jaya Sport City thuộc Abu Dhabi. Cũng chính là cái sân vận động này sẽ là sân đấu sẽ diễn ra cái trận ra quân của hai đội sau đây khoảng 3 ngày, tức là ngày 8 tháng 1. Trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq diễn ra thì chắc chắn là có rất nhiều cổ động viên của đội tuyển Việt Nam có mặt ở tại UAE để mà cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Để tránh những cái tình trạng đáng tiếc xảy ra thì Đại sứ quán Việt Nam tại UAE mới đây cũng đã gửi tới cái lời khuyến cáo cho các fan hâm mộ của đội tuyển Việt Nam hòng đảm bảo được cái an toàn khi mà tới cổ vũ trực tiếp tại Asian Cup 2019 lần này. Cụ thể thì nội dung khuyến cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại UAE như sau. Thứ nhất là cổ động viên nên mua vé qua cái trang mạng chính thức của ban tổ chức giải. Thứ hai thì là khi mà sang UAE thì nên mang cái tư trang cho nó phù hợp, hành lý, quần áo và các cái vật dụng cá nhân và các cái giấy tờ cần thiết. Đồng thời là bảo quản các cái tư trang mình thật kỹ, đặc biệt là các cái giấy tờ tùy thân để mà tránh những cái mất mát không đáng có. Rồi các cái giấy tờ về như hộ chiếu thì phải còn cái giá trị sử dụng trên 6 tháng. Và cái điểm thứ ba cần phải lưu ý chính là việc ứng xử và cổ vũ một cách văn minh lịch sự, kiềm chế và tránh được những cái hành vi quá khích, kích động để mà phòng ngừa những cái xung đột với các cổ động viên của các nước khác và làm ảnh hưởng đến cái hình ảnh của Việt Nam. Và cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành cái luật pháp và tôn trọng cái phong tục tập quán của UAE. Đó là cái việc là ăn mặc lịch sự này và kín đáo, không được sử dụng rượu bia nơi công cộng và cũng không ra đường khi mà uống rượu bia và chỉ hút thuốc lá ở những cái nơi mà cho phép. Đồng thời thì Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng gửi tới người hâm mộ những cái phương án mà để liên hệ trong cái trường hợp mà cần thiết. Khi mà gặp những cái tình huống cần thiết phải liên hệ thì người hâm mộ có thể liên hệ thẳng với Đại sứ quán của Việt Nam tại UAE qua cái đường dây nóng là 917-501-299-789 hoặc là số điện thoại cảnh sát cứu thương ở tại UAE chính là số 999. Ngay khi mà đội tuyển Việt Nam tới UAE thì đã có rất nhiều cổ động viên Việt Nam tới chào đón và tin rằng khi mà tuyển Việt Nam chính thức thi đấu thì lượng fan nhà tới sân sẽ còn rất là nhiều nữa. Chính vì vậy thì các khuyến cáo của Đại sứ quán Việt Nam ở UAE nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả là rất cần thiết. Và những người hâm mộ đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trực tiếp tại UAE thì nên ghi lại những thông tin này ra sổ tay để đề phòng những cái trường hợp cần thiết.